On it's been in Hậu Giang province Gabon. But it's been in Ho Chi Minh State vaccine. Much man father is not how the I'm working in the why it's much again my family besuchen and in the fright side the fry side father is oft mit dem Fahrrad. Ja, das war alles. Einverstanden? Là ý là giống như là ở Hậu Giang rồi sống Sài Gòn hả? Ý là sinh ra ở Hậu Giang. Đúng rồi. Ý là sinh ra ở Hậu Giang nhưng mà lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Thỉnh thoảng thì về thăm gia đình vào cuối tuần thì muốn ủa thỉnh thoảng về nhà vào cuối tuần thì muốn thăm gia đình. À, nè, nè. Nếu đúng là rồi, nói tiếp đi. Mà sao nghe chữ Farah là xe đạp đúng không? Chưa, đó là trong thời gian rảnh thì thường chạy với xe đạp. Thường đi xe đạp chứ không phải chạy với xe đạp. Thường rảnh tôi đường đẹp trong thời gian dài rảnh tôi thường đạp xe, nghĩa là kiểu vận động thể dục thể thao á. Đó, nhưng mà Quyên, bây giờ con phải tập làm cô giáo. Con nói xong con phải hỏi là bạn hiểu cái gì không, chứ con dịch hết là xong rồi, con đâu biết cái trình độ bạn ở đâu đó đâu. mà nha. Hả? Con hỏi chứ phải phải hỏi à? Hồi nãy con có hỏi là ai phải stand in. Phải say to chứ không nói ai phải stand in. Ai phải stand in là có đồng ý hay không. Ủa vậy hay nhá. This to ai phải stand in là bạn có đồng ý hay không, còn phải say to là bạn có hiểu hay không. Phải say hen á. Fair say hen là hiểu. Còn rồi nhớ chưa? Fair say hen. Hiểu hết không? Hiểu không? Dạ rồi. Rồi 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 đói bụng quá còn cũng nói kiểu vậy đi, nói đi, cái đó nó đói bụng quá nói được á. Không rồi. Cái gì nói cầu nói gì cả. Đi hay là gì? Không mà gì đó hơi chứ nói nữa không được tôi. Bây giờ muốn giới thiệu thì đầu tiên là câu dẫn vô Nun Master is Zig for Stalin. Bây giờ tôi muốn giới thiệu về bản thân tôi. Nun Master is for Stalin. Miss Nun đó là yes đó. Mà bây giờ đó bằng nghĩa là yes đó. Yes, yes thì Nun nó lão á. Nun á là ở ở A1 của đó bụng quá chưa học, nhưng mà yes thì có học rồi thì Quyên đổi qua cho bạn là yes đi, yes đi. Yes, master is this for Stalin. Động từ for Stalin là động từ phản thân. Ủa, chắc chưa học đâu. For Stalin là gì, là tên gì, ý nghĩa là gì? Là kiểu giới thiệu á, nó có nghĩa khác nữa. Là đúng rồi, for Stalin. Ủa Quyên, chú nhớ là nếu mà ngôi x con phải chia là miss chứ? Yes, master miss sit master is miss for Stalin. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi đó. Bây giờ đó bụng quá nói đúng rồi. Rồi đó bụng quá nói tiếp đi, rồi giới thiệu cái gì nói đi. Nói tên tôi là gì nè. Đó bây giờ nói tên tôi nè, cái này con được học rồi, nói tên tôi nè. Nói gì nữa chứ? It's come out Đồng Tháp. It's been Sài Gòn, Washington.
It's been in Sài Gòn, cái bác sĩ thêm cái từ in vô nữa là tôi lớn lên ở Sài Gòn. Không phải, nói là hiện tại đang ở Sài Gòn á. It's born, yes, in Sài Gòn. It's born, dùng động từ born in á. Born, yes, in Sài Gòn. Rồi nói tôi. Cái vaccine là lớn lên, trưởng thành. Con nhớ có một cái từ gì mà nó là em giống động từ to be vậy đó. Mà nó ở quá khứ. Nhiều quá xanh lắm. Hay là chữ gì? Có một cái chữ gì đó. Ichwa đó là chia động từ dai ở quá khứ rồi. Ichwa. Mà nó nói chữ rồi nó ghê ghê gì đó. You be xanh gì đó. Ghê boring hả? Không phải chỉ động từ to be mà chia ở bắt đi zip á. Cái vé sen. It's been da, cái vé sen là tôi đã có ở đó. Ừ, động từ dai. À, tôi thì ở đây mình à. Ý bạn đói bụng quá dùng động từ to be ở bên tiếng Anh á, thì bên tiếng Đức là động từ dai nha, đói bụng quá ha. Ừ, động từ dai đó. Ừ. Rồi Nguyên rồi nghe bạn Nguyên hướng dẫn tiếp cho con giới thiệu nè, con giới thiệu là con tên gì rồi nè, con đang sống ở đâu nè, rồi Nguyên hướng dẫn bạn giới thiệu tiếp đi. Xong rồi sở thích hobbies. Phải nói tuổi nữa, nói tuổi nữa đã, nói tuổi đã, tên tuổi, rồi đang sống ở Sài Gòn, rồi mới nói là sở thích, rồi nói là tôi đang học tiếng Đức đó, mấy cái từ mấy cái đó là cái đó bụng quá này được cái là cậu có nghiên cứu trước nhiều vốn từ lắm đó Quyền. Có cái điều là cậu chưa biết cách sử dụng nó thôi. Sử dụng nó để đặt câu vô đó. Thì bây giờ để Quyền hướng dẫn cho. Rồi bây giờ hướng dẫn tiếp nè. Bây giờ con phải nói con bao nhiêu tuổi nè. Hồi nãy là có hai dữ kiện rồi nè. Rồi bây giờ tới dữ kiện thứ ba rồi mới tới happy ha. Đói bụng quá nói đi. À, mày happy hả chung mày? À, không, bây giờ con nói tuổi, tên, tuổi, rồi tối happy. Tuổi là It's been Ion Crisis Jagan. Ion Crisis Jagan. Ai, cái chữ ai đó, nó có cái âm NLT vô ha. Chứ đừng nói A không, nói A không thành chữ A. It's been Ion Crisis Jagan. Đó. Nghĩa là con nói cái chữ A đó nó phải ở trong cổ họng mà nói cái cong cái lưỡi lên có cái chữ NLT ở trong nữa. Người Đức mà họ cái dần NL mà nó nằm ở giữa họ hay cong cái lưỡi lên họ nói lắm, mình nghe là mình biết liền ha. It's been Ion Crisis Jagan. Còn nếu con nói It's been Ion Crisis Jagan thì người ta vẫn hiểu thôi, nhưng mà người ta biết là con nói kiểu như là người nước ngoài nói tiếng Việt mà nó nói ngọng ngọng vậy đó, đúng không? Con phải nói là con nói chữ ai đó, con nhấn mạnh vô chút. Nhưng mà mình đang học á thì mình nên tập nói rõ, rồi mai mốt mình quen rồi á, thì mình nói nhanh như nó. Bây giờ Quyên thử nói lại cái Ispin ai ông trai xịt ra được ai để cho bạn nghe cái âm ai đó đi, rồi bạn học theo. It's been ice on Jurassic Yard. Đó, mà bạn Nguyên nói là có cái ai đó là có cái dần T phía sau nữa ha, N là ở giữa và T sau đó, phải có một âm T nhẹ vô nữa đó. Bạn Nguyên phát âm chuẩn lắm đó, con nghe bạn phát âm là con nên học theo cách phát âm đó, rất tốt á. Con nói lại đi, con nói bây giờ it's been ice on Jurassic Yard. Con nói lại đi. It's been right on Jurassic. Rồi, chú nhắc con nha, con không cần bắt chước nói nhanh như người Đức, con đang học. Nếu con cứ nói nhanh như vậy á, là con sẽ bị hỏng ngay từ đầu á. Con đang ở cái tiếng Đức là cái basic, tiếng Việt mình nói là cái nền tảng á, mà con hỏng ngay cái nền tảng từ đầu á là sau này sửa rất là khó ha. Con cứ nói từ tốn, nói chậm rãi, nói rõ thôi. Ở A1 không bắt ai bắt con phải nói nhanh cả. Con cũng không cần thể hiện là tôi đây nói nhanh được tiếng Đức, con không cần điều đó ha. Cần là mình học nói phát âm chuẩn và rõ ràng đó, giống như mà thi bolero mà hát cái âm phát ra không rõ đó nha, không rõ lời đó là bị giám khảo là người ta trừ điểm á.
Rồi bây giờ con nói lại câu đó đi, tôi bao nhiêu tuổi, xong rồi nói là cái hobby của tôi là gì. It's been ever since Zagan. Minor hobby is Sinh to sit home. Minor à sinh hả? Sinh à, chơi tôi số nhiều chơi không? Số nhưng nhiều thì mà mới mới nhưng mà có một sở thích à, làm sao rồi chứ ờ, gì được. một một set thì chỉ xuất Is computer. Computer. Computer spelling. computer Spelling hay là spiller? Spielen. spelling bình thường không? Spielen là động từ, còn spieler là người chơi game, người chơi computer. Còn spielen á, còn ở đây là hobby của con thì con nói là spielen. Khi mà mình liệt kê thì mình cứ để nguyên, mình khỏi phần chia cũng được. Là computer spielen đúng không? Đúng Rồi bây giờ Quyên hướng dẫn bạn tiếp đi. Mình giới thiệu đó xong mình nói là mình học tiếng Đức được bao lâu đó, thường là cái thầy cô hay hay bảo thế học tiếng Đức được bao lâu, học ở đâu. Vì lăng là tu đói. Lên rồi Đaos Raimunas 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 ở đó là Đaos Raimunas đúng không? dài ông từ dài kéo kéo dài tại vì á là từ từ quá khứ tới bây giờ vẫn còn học cho nên là mình dùng tay Là sai là chỉ là ta đây sai sai ý, sao á ý dài. ở đây con không dùng đâu s ở trong này, nếu con dùng đâu s trong này á, là người ta sẽ hiểu là con á, học một buổi tiếng Đức của con nó kéo dài tới 3 tuần như vậy là đâu s là một một cái trạng thái gì á là nó kéo dài, ví dụ nói là buổi biểu diễn nó kéo dài là 3 tiếng đồng hồ hoặc là buổi học nó kéo dài 45 phút thì đó là nó là đâu s. Còn ở đây con nói con học tiếng Đức được 3 tuần rồi thì con dùng cái từ bạn ấy dùng là từ sai sai là từ đó SEIT đó răng là kể từ 3 tuần nay tôi học tiếng Đức được 3 tuần nay rồi đó, là ý bạn nói con nên nói cái kiểu đó đó dai Dreivochen Lebensdeutsch. Ba tầng là phải dùng chữ for chứ chứ for hay là dai chứ trên dai là mắc nặng Dai này á là đổi câu con giải thích cho bạn đi Quyên, con đã đánh dần lại cái từ đó. Bạn này nhiều từ lắm, bạn nhiều từ quá nên bạn không biết cái từ nào nó ở vị trí nào, nó sử dụng thế nào bạn chưa có biết. Bây giờ con đánh dần lại cái từ đó đó để bạn biết cái từ đó. chữ dài con biết rồi nhưng mà dài là nó sử dụng cái móc, còn nếu mà chữ vua là sử dụng với cái khoảng mà bạn khoảng hay là Phía hả? đúng rồi phiên right quốc hả Phía hả? Phía là đúng nó là một cái giống như là cho hay là về cái gì mà nó giống yêu bò à? không phải phiên này nó dùng cho thời gian được nữa vừa vừa nó vừa thời gian vừa thời gian nữa. Thời gian là thường làm chữ phi đúng hơn, tại vì chữ sai ví dụ năm 1989 thì mình dùng chữ sai được, còn nếu mà mình nói khoảng khoảng thời gian thì mình nói Không chữ phi chưa. không 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 ví dụ cái sự việc mà từ từ cái lúc bắt đầu học là từ trước á, từ trước học kéo dài đến hiện tại thì dùng dài, còn cái phi thì không có nha. Còn ví dụ mà ngày xưa luôn, cái sự việc đó chỉ xảy ra một lần thôi trong ngày xưa á, thì mình dùng là for hoặc là before, trước đó trước đây chứ không có phi. Vò à, để nhớ giống giống như có một cái nó có sử dụng tiếng phương
feel là nó là một cái giới từ đi kèm với động từ mà, hoặc là giống như là về cái gì đó. Footage chẳng hạn, nghĩa là bạn ấy đang hướng dẫn con học tiếng Đức, là bạn ấy đang dành thời gian gọi là footage. Fear cũng là cho, nhưng mà fear cũng là trong một cái trạng thái nào đó. Ý bạn đối bụng quá này nói là cái từ fear này dùng cho là 3 tuần rồi bạn học tiếng Đức cũng được, nó cũng được, nhưng mà cái nghĩa nó không rõ bằng sai nha. Nó cái fear dùng ở trong này nó cái nghĩa nó sẽ không rõ ràng, mà dùng cái từ sai nó rõ ràng hơn, nghĩa là tôi học được 3 tuần nay rồi đó thì dùng sai. Sai travel can learn is toys đó, dùng như vậy là người ta biết là cậu này học được 3 tuần rồi và cậu vẫn còn học tiếp đấy. Cái dùng cái từ đó người ta sẽ biết là mình vẫn còn học tiếp. Nè, giờ con học tới B1 rồi con mới hiểu ra vấn đề là ban đầu là tiếng Đức họ dạy mình họ dạy lan man lắm, họ không có cho mình biết tại sao lại dùng như vậy vậy. Mình học từ từ lên mình mới hiểu rõ là tại sao cái chữ nó lại có đuôi này hoặc có đuôi kia, chứ họ không có dạy ngay từ đầu là mình phải bắt buộc là mình phải học, mình phải tìm hiểu là nó y chang vậy. Bây giờ cứ sao thì mình cứ học như vậy đi, từ từ lên B1 rồi mình mới hiểu lý do tại sao đuôi, ý là đuôi này là đuôi kia là sao bạn không hiểu, chưa hiểu lắm. Ví dụ là nó sẽ có nhiều như là đuôi en, hay là người ta gọi là cái danh từ yếu là nó sẽ có cái đuôi. Đúng rồi. En là sử dụng với đại tiếp đúng không? Với accusative nó mới cái tính từ nó chia en đó. Với là en. Chứ nói nó chung là học từ từ thôi, đừng có gấp. Tại vì lên B1 là từ từ mình mới biết cái chữ nó như thế nào. Tại vì ban đầu mà học mà kiểu nó cũng hơi rối đi. Nhưng mà học nhanh quá là nó sẽ bị rối á, là nó không có đúng á. Cứ từ từ thôi, cứ mình chuyển chắc từng bước chứ đi nhanh quá nó cũng rối. Không biết xe cái tài liệu lên đây được không bạn? Bạn Quyên nói đúng đó, đói bụng quá có một cái tính thế này, chắc là bạn chơi computer nhiều á, cho nên là bạn kiểu như là suy nghĩ theo kiểu computer, computer nó biết nhiều, nó nghĩ nhiều lắm, thì bạn là cứ hay tìm hiểu là tại sao nó như vậy đó. Thì bạn Quyên nói là ngay từ đầu người ta không dạy mình như vậy, tại vì nếu mà mình ngay từ đầu người ta dạy mình nhiều quá, mình tiếp thu không kịp là mình lẫn lộn rồi, mình cảm thấy nó khó là mình mệt. Mà nó nhiều quá, dữ kiện nó vô nhiều quá, mà mình dễ bị lộn xộn. Con không có chị, con không học phải hiểu biết, giống như tận cùng luôn. Đúng. Cái điều đó là khi con lên B1 á, con áp dụng vô thì tốt hơn. Bây giờ con ở A1 á, thì con người ta dạy nó, giống như bạn Nguyên nói, người ta dạy phớt phớt nghe không à. Cái khó chịu về nhà nó vẫn khó chịu kỳ lắm. Giống như hồi đó tới giờ là con không có hiểu được cái đó là tại sao, cái con thấy không học được, phải tự nghiên cứu. Thì đúng rồi, nếu con tìm hiểu nhưng mà con đừng để nó lẫn lộn. Nó lẫn lộn nhiều quá thì rốt cuộc con không đi được tới đích, phải không? Kiểu như mình đang đi trên đường mà mình thấy nó có nhiều sự kiện quá, cái mình lại phân tâm với nó, mình quên rằng cái con đường mình đang đi là có con đường chính mình phải đi. Giống như học từ lòng trước đúng không? Rồi từ từ biết hiểu rồi sao? Đúng rồi. Bây giờ thầy cô dạy cái gì á thì mình nên học và mình thực hành nó cho thật nhuần nhuyễn đi. Giống như là bây giờ nãy giờ không phải con sử dụng chat GPT tần suất hay nhiều, con hiểu ra được nhiều vấn đề lắm. Hiểu mấy cái tính từ, hiểu mấy cái kia nữa cũng hay lắm. Sử dụng không ngày là 8 tiếng là con sử dụng hết 6 tiếng chat GPT rồi. Đúng rồi, con biết tìm hiểu như thế thì con học tiếng nó sẽ thấy nó hứng thú hơn. Còn mình không tìm hiểu là mình cảm thấy nó nhạt nhẽo lắm. Mà Quyên, con đã gài được ChatGPT miễn phí ngon lành chưa? Dạ chưa, nhưng mà ý là con không có xài nó nhiều á, con tự suy nghĩ nó ấy hơn. Con xài nó nhiều quá con không nhớ. Xài ChatGPT kiểu vậy nè, mình đừng có xài trực tiếp, mình xài mình nói là nó cho mình một cái gợi ý về một cái bài tập nào đó. Nó đưa một cái dạng sơ đồ vậy, rồi mình tự mình điền vô những cái
Tự mình suy nghĩ ra chứ mình đừng có sử dụng rõ ràng luôn, nó không hay. Hoặc là mình ngồi mình suy nghĩ mất năng lượng chứ, mình để thời gian mình sử dụng nó cho nó hiệu quả. Thí dụ mình Đúng rồi. suy nghĩ một cái gì đó nó mất rất mất năng lượng luôn, mình sử dụng cái PT nó sẽ giảm cho mình vậy, mình học được dài. Nếu mà chat GPT mà mua nha, nó thông minh hơn gấp 3 lần luôn. Nếu mà chat GPT mà miễn phí là nó không thông minh đâu, mà mua một cái là nó thông minh lắm, nó biết mình là muốn cái gì luôn. Ví dụ mày hỏi nó một câu rồi nó sẽ trả lời cái câu đó, trong nó có cái câu tiếp theo mình muốn hỏi nó luôn. Nó hay lắm. Nhưng mà bạn Quyên này bạn chưa có thu nhập, con thì có thu nhập rồi, con mua được, bạn chỉ có thể dùng miễn phí thôi. Nhưng mà nghĩa là ChatGPT á là mình phải biết cách sử dụng nó, mình đừng á đừng có sử dụng kiểu mà nó làm bài sẵn cho mình hết thì mình không tiến lên được. Thì Quyên á cảm thấy là nếu mà bạn sử dụng nó hoài á bạn không tiến lên được nên bạn không thích đó. Còn con là sử dụng nó. Quyên sử dụng cái chương trình mình mới gọi là nó chương trình lâu đi, nó thông minh như là nó miễn phí nhưng mà thông minh như là bản trả phí của cháu GPT luôn, của hãng lâu đi luôn. Sử dụng Lâu rồi nhỉ? chương trình mình mới gọi là nó chỉ dùng, hoặc là sử dụng thằng Bác. Bác thì nó cũng thông minh như là chat GPT, bản có phí nha. À, để mình gõ lên nha. Thì con gõ lên đây cho bạn Nguyên thấy, là bạn biết là con thì con sử dụng về internet nhiều, con biết hơn, bạn chưa biết như con. Thì con biết cái gì con hướng dẫn cho bạn. Sử dụng hàng này nè, hàng này nó miễn phí nhưng nó thông minh như là ChatGPT, vẫn có phí vậy đó. Mà mình hỏi nó, mình hỏi bất cứ gì nó cũng trả lời. Ha, cái này là dạng khác của chứ không phải ChatGPT đúng không? Dạng khác nhưng mà nó thông minh như là của bạn, bạn có phí vậy đó, mà nó miễn phí. Nó thông minh như là của ChatGPT, bạn mình đóng tiền nhưng mà nó miễn phí hết. À. Một thằng là của Google, một thằng ở dưới là của thằng Android, cạnh tranh nhau mà chứ, cho nó làm thông minh. Để mà mình vẫn phải tải cái app đó xuống hả? Không, mình sử dụng trực tiếp trên mạng luôn, trên web luôn, nó giống như Discord vậy đó, mình chưa sử dụng sẵn luôn, không có cần tải. Đó, rồi Quyên, vậy là bạn chỉ cho con thêm một cái chỗ để con có thể mà ví dụ gặp khó khăn trong học tập mà mình không hỏi được thầy cô á, thì mình hỏi nó, đúng không? Mình nhiều khi mình ngại thầy cô, hoặc thầy cô ở xa quá, mình chưa gặp được, mình đang học tới cái đó cái mình ngắt ngứ, mình nói ủa tại sao như vậy thế? Chẳng hạn là một câu nói đó mà một cái ý đó mà người Đức có hai ba kiểu nói khác nhau đó, thì con phân vân. Con đang nói kiểu này, con nói không biết kiểu này đúng không hay là kiểu kia đúng, thì con sẽ hỏi những cái bạn vừa đưa đó, hoặc là hỏi ChatGPT, hoặc là hỏi cái chương trình mà bạn vừa đưa đó, con hỏi nó thì lúc Chương đó trình lâu nó đi á, chương trình lâu đi á, là chương trình nó nói tiếng Việt rất là hay luôn, nó nói hay hơn ChatGPT nữa. Mình hỏi nó bằng tiếng Việt là nó trả lời hay hơn. Còn thằng ở trên á là thông minh lắm, Gemini là chương trình của Google á, cũng thông minh đó. Nói chung là sử dụng hai ba thằng luôn, mình sử dụng tiện thằng nào cũng sử dụng nó. rồi con viết hết lên cho các bạn mà chú ghi âm lại trên YouTube nè. Các bạn nào muốn theo dõi thì mở lại, bạn nào ở trong lớp Discord thì bạn mở lên ở trên bên Deutschland trang Langer này nè, để xem ha, để chúng ta biết có những cái hỗ trợ ở trên mạng á, hỗ trợ chúng ta trong việc học tiếng Đức. Nếu mà mình ở không hỏi được thầy cô thì mình hỏi những cái hỗ trợ đó, nó sẽ trả lời để mình rõ trong cái đầu mình á, thì mình có động lực học hơn. Chứ mình cứ nhiều khi á, là ở Việt Nam thì vẫn còn có cái tâm lý là sợ thầy cô, nên sợ ngại hỏi thầy cô, hoặc là hỏi bạn bè thì sợ bạn bè nó chê mày ngu đó. Cái tâm lý người Việt mình là Mình sợ thầy cô không biết cái chứ, mình sợ hỏi thầy cô không biết cũng ngại cho người ta. Nhiều khi mình hỏi đây cũng ngại, sợ vậy. cũng có thể nhiều nhiều thầy cô là trình độ cũng hạn chế, thì nếu mà hỏi xa cái vấn đề ở ngoài quá xa ở ngoài cái giáo án thì thầy cô không có thời gian cập nhật khóa gì đó thì thầy cô không biết, thì thôi mình cứ hỏi mấy cái mạng này là yên tâm hết. Dạ Quyên rõ chưa? Mà bạn chỉ cho ba cái rồi đó Quyên, cái Google, cái ChatGPT Dạ đúng rồi. với lại cái Claude gì đó mới đó ha. Bên đây còn có cái cuốn bí kíp, không biết có nên chia sẻ không, tại vì Con nên chia sẻ đi, bí kíp gì về học tập con nên chia sẻ, cái đó giúp cho các bạn học tiếng Đức tốt hơn, điều đó rất tốt.
Rồi bí kíp gì con chia sẻ đi. Để không coi rồi để coi. Rồi Quyên con chuẩn bị con hướng dẫn tiếp bạn nói tiếp ở A1 đó, con đã qua A1 rồi con biết sẽ nói tiếp những vấn đề gì nữa đó Quyên. Quyên là con cũng ôn lại luôn đó, mình chỉ bạn là mình ôn lại luôn đó, có nhiều cái là chẳng hạn người ta phỏng vấn mình là đầu tiên lúc nào cũng quất vô A1 ha, tên tuổi sống ở đâu hobby là gì đó rồi đà tại sao lại thích quả đất đó, người ta sẽ hỏi mình tại sao thích học ở đất đó, tại sao thích học ngày đó gì chẳng hạn đó, những cái đó là Chúng nó mình nói với con chút. nói câu gì Giờ chú làm bộ chú là nhà tuyển dụng, chú phỏng vấn con đi. rồi, trong khi bạn ấy tìm kiếm lục lục bí kíp và chú phỏng vấn con ha. Hello, it's been a shape writer for cái gì con nhà tuyển dụng là gì trời ơi chú quên rồi, for persona apply luôn for minor firma is Mr. C Kenan Lennon có nên C for stay lên. Rất vui được gặp ngài, thì sao chú nói sao chú? That's Đúng rồi. Đúng rồi. Inan, Inan. Inan động từ Kenan mình dùng dưới cách 3 sao chú quên rồi con đấy mấy cái này mà mình quên mình hỏi cái chương trình Cloudera gì đó mà bạn vừa đưa đó mình hỏi nó hả mình quên mình hỏi nó giờ con hỏi nó đi trong khi chú chào bạn sushi là Duy Sushi con khỏe không Miguel Eastwood. Dinosaur Alice in Dinosaur Flash Alice in Nóc Dinosaur Flash Order Dinosaur Journalist in Ocknum con nói lớn lớn một chút con nói cái mic lớn lớn một chút con nghe chú nói con đã nghe con hơi hiểu thì ổn để chú bảo cái gì sắp xếp mọi thứ rồi từ like. Không phải rồi con hiểu sai hoàn toàn ý luôn á để bạn Quyên nói lại với con ha Quyên con nói lại với bạn đó cái câu đó được không Quyên Câu gì chú? chú vừa hỏi bạn đó Dinosaur Fly Signalist nhưng mà bạn không hiểu bạn hiểu theo cái ý khác bạn hiểu từ Ocknum á là hiểu ý ý khác nhưng mà chú hỏi là Dinosaur Sunflash order Dicena Zinalis Nocnum Sam Sam là gì chứ? Sunflash San San là cái gì? Der San là cái gì? Con không biết luôn á. Ôi, học tới B1 rồi bây giờ không biết Der San là cái gì luôn hả? Ở đây hai bạn bạn nào biết Der San là cái gì nói coi, đói bụng quá nè, nhiều từ lắm, giỏi lắm nè, nói coi. Sao là cá hả chú? San không phải cát đâu bây giờ chú mà đọc cái từ đó ra là mấy đứa ngã ngửa á